Rồi mình chào anh em ơi. Đích sắp đến rồi, cố gắng cày thôi anh em, Tết tới rồi. Thì video này là bây giờ hiện tại là 3 giờ rưỡi gần 4 giờ chiều anh em. Thì mình dự định là mình rải con máy rim này, con rim này. Nhưng mà mình rửa sạch rồi nè, con rim này ác lắm nghe anh em. Đầu nồi nguyên zin, máy cực kỳ dâm luôn á. Rim này là con rim đó, cái dạng giống như rim 1 á, cái dạng giống như rim 1 đó anh em. Đó. Ron cờ dựng luôn nha anh em. Nè. Ron cờ dựng luôn nè. Máy gấu cực kỳ luôn nha anh em nha. Nó giống như rim 1 đó anh em. Đó, thì trước khi video này thì mình sẽ lên một số một phụ tùng quay tháng 110. Anh em nào cần thì anh em mình chiến với nhau. Thì mình sẽ giao hàng cho anh em toàn quốc từ bữa nay qua tới hết ngày mai. Nói chung là anh em yên tâm đi, shipper người ta phát hàng đến 30 Tết rồi anh em. Anh shipper người ta phát hàng đến 30 Tết rồi người ta mới nghỉ. Và em thông báo cho anh em luôn. Có nghĩa ở bưu cục nào em không biết, riêng bưu cục Viettel mùng 1 vẫn có người trực ở bưu cục. Anh em có gửi hàng giao hàng người ta vẫn nhận, nhưng mà mùng 6 mới đi hàng. Em báo cho anh em luôn á. Làm thí dụ như mà thí dụ như mùng 1, mùng 2 Tết đi, mùng 2 Tết đi anh em muốn lấy đồ. Ví dụ như mà tại vì em trừ hao, em giao hàng là em giao tới tầm 24 là em không có giao, em không có giao nữa. Thường thường á giao hàng mấy năm rồi em giao tới 27 luôn em mới nghỉ. Em giao tới 27 luôn nhưng mà khoảng chừng 24 là em ngưng nhận miền Bắc rồi. Em ngưng nhận miền Bắc rồi anh em. Đó. Bởi vì năm nay thì em rút lại một chút nữa cho nó an toàn hơn nữa, là 24 là em sẽ không có giao hàng qua bên bưu cục nữa, mà em sẽ thí dụ như anh em mua em vẫn bán, em bán tới ngày năm nay chắc em nghỉ ngày mùng 1 chơi đó, nghỉ ngày mùng 1 chơi, mùng 2 vẫn đăng clip giao lưu với anh em chút đỉnh đồ chơi chứ ở nhà cũng không biết làm gì đó. Nhưng mà từ ngày 25 Tết cho đến 30 Tết em vẫn bán hàng bình thường, nhưng mà em nhận giao qua chành xe. Rồi ok anh em, không mất thời gian em vào báo giá luôn nè. Em có một số món đồ bán giá tốt cho anh em xài mùa Tết. Đầu tiên combo 2 món xi nhan với đèn lái, hai món này bán cho anh em giá rẻ luôn, 300.000. Nhan nói chung là hình thức bên ngoài á, cặp xi nhan này hình thức bên ngoài á là nó có chày lông mèo nghe anh em. Nó có chày lông mèo nhưng mà còn đẹp lắm. Chữ nghĩa còn luôn nè. Đó, bán combo nha, hai món 300. Tết tới làm cho anh em mình nôn nao vậy thôi, chứ em nói thật sự với anh em, nghỉ được mấy ngày, ăn Tết mấy ngày đâu, ba mùng là nó hết cái Tết rồi. Ba mùng thì cũng hết Tết rồi. Đó, chữ nghĩa còn ha. Đèn lái quay 110 thái 201. Đèn lái này thì em chưa có rửa, nó còn đất dơ. Cái chui này nó còn vàng nè, anh em vừa rửa ra là nó vàng nè. Nè nè nè, thấy không? Ừ. Rồi cái hai món luôn, đèn lái với xi nhan luôn 300.000. Đèn lái này thủy bao đẹp nha. Vậy anh em chịu khó vệ sinh lại, em hết thời gian rồi, công chuyện em nhiều quá. Rồi, hai món 300. Rồi, tiếp theo. Thì trưa nay em mới vệ sinh được cục IC quay 110 nè. Nói chung thì IC nó đẹp là nó đẹp thôi, mình chỉ việc mình rửa lên cho nó sạch sẽ thôi là nó đẹp thôi, chứ không có gì quan trọng. Cái dắt nó trắng tinh luôn em thấy không, dắt nó trắng phiếu luôn. Chấu chiếc đồ là nguyên dạng không gãy ha. Rồi sớm chữ chỗ này nó còn lỡ quên cái chúng cái nó bay nhẹ không sao, KFL nó không có dở chân dở chấu gì ha. IC này hình thức bên ngoài là đẹp kinh khủng, không có một miếng trầy luôn. 500.000 anh em, 9 chấm luôn á, 500.000, không một tì vết luôn, đẹp không một lỗi lầm. Đẹp không một tì vết nào. Đó. 9 chấm luôn, 9.3 luôn. Đó. Rồi em bán cục này 500 ha anh em ha. Rồi có một cục gờ le đề siêu đẹp, siêu đẹp. 150.000. Thun gờ le đề còn chữ nè. Gờ le đề nó còn chữ GR4 luôn nè. Siêu đẹp luôn nha anh em.
Cục này 150.000 nha, thun là bao đẹp, em đã vệ sinh cho anh em hết rồi. Sáng này sẵn mình rửa cái máy rim thái nè, rửa luôn. Đó. Rồi, 150.000 ở trong cục gla đề này nó có đóng ôm rơm mắt in sao băng nha anh em. Ừ. Ok anh em, gla đề 150.000. Bát lòng 150.000, bát lòng này bao anh em rửa ra đẹp nha. Thấy vậy thôi chứ rửa ra đẹp đó. Bát lòng quay 110, 150.000 theo xe. Điện sườn quay 110, 500.000. Nói thẳng với anh em cộng này bán mùa Tết chơi với anh em á. Cộng điện sườn này bán 500.000 là siêu rẻ. Nói chung là anh em thợ về xanh sửa thoải mái. Coi hai cọc của nó nè, còn yên nguyên luôn. Thấy không? Cọc là còn yên nguyên luôn anh em thấy không? Một bên nè, cọc đó cọc mát, cọc này mới quan trọng nè, cọc này là ăn thua nè. Còn yên nguyên luôn nè, thấy không? Anh em thấy không? Hai cọc này mới ăn tiền anh em, tại hai cọc này axit nó axit là nó ăn là bứt hết trơn luôn. Đó, còn yên nguyên luôn nha. Rồi. Điện sườn là bao anh em không có đứt nói một lỗi, không có đứt nói gì luôn. Đó, dắt ghim toàn tập bao không đứt nói. Chung 500.000 về anh em bữa. Về anh em gắn là xài thôi. Cầu chì ghim luôn nha anh em. Không có đứt nói chân điện sườn quay 110. 500.000. Bộ đèn cho qua luôn đi. Anh em alo em chốt. Anh em mua hàng bên em chuyển khoản, em không có ship COD. Ừ. Tiếp theo mình có một cái combo lửa này. Thì combo này giá như cũ 600.000 ha anh em. Hoa lăng đẹp cực kỳ luôn. Ở cửa dài ha. Ở của em hả gì? Phải đẩy đi em. Dạ. Ừ, thấy đại đi. Combo lửa này nha anh em, FT gần nè. Combo lửa này FT gần. Đó, Denso á, hoa lăng Denso. Rồi combo lửa quay này, ở trong này đẹp luôn nha anh em, đợt này ở trong này không ra miếng tan luôn. Ừ. 4 món 600.000. Quay này 99. Bao gồm nắp tròn nè. À, hoa lăng nè. Nắp lửa nè, cuộn lửa nè, lốc số nè. Nắp lửa quay nay nè nha anh em. Lửa như mới luôn. Cái này cho anh em vô 67 hết bài. 600.000 4 món. Ừ. 600.000 4 món. Luôn lốc số luôn. Lốc số gòn mới gã lần đầu luôn nha anh em. Đó. 4 món lốc số. Lửa, nắp tròn. Và hoa lăng. Đúng một combo của nó. 600.000. Dên quay thái 110. Dên này về anh em chỉ cần thay cặp mặt đạn. À, mặt đạn này anh nghĩ khỏi thay đâu, mặt đạn còn ok luôn. Mà nếu anh em kỹ thì anh em thay nha. Mặt đạn còn ok. Mình khuyên anh em nên thay đi. À, thì bán cho anh em là bà nói anh em luôn. Dên này dên ghim, chưa có ép, chưa đụng chạm gì hết á. Do băng CUNTN nè, nó TMB304. Dên ghim đẹp. Cái dên này bán cho anh em giá là 800.000. KF là 10 ha, đúng quay 110 nha. Đó, anh em về chịu khó mình thay cặp mặt đạn xài. Về thay cặp mặt đạn xài nha anh em, 800.000. Dên quay 110 thái. Nguyên cái đầu bò quay thái 110, cam cò ghim. 201 nha anh em. Hai cái xúc bắp này ghim nha, bao kính nè anh em, bao kính hơi nha. Nói chung là đầu bò này mình bán giá rẻ cho anh em. Nguyên cái đầu bò luôn, nguyên cái đầu bò luôn, ET5 nha. Cam cò là bao anh em cam cò ghim, đi nhớt đen. Đó. Đi nhớt đen nha. Nhớt nó hơi đen nha anh em. Cam cò là bao cam cò ghim. Nhớt nó hơi đen, nguyên cái đầu bò này luôn. Giá là 1 triệu đầu bò cam cò ghim không lỗi lầm, bán cho anh em nguyên cái đầu bò cam cò ghim luôn 1.3 triệu. Có cò xăng luôn, 1.300.000. Đầu bò này trên xe đang im đàng hoàng nha, chứ không phải chứ không phải nó kêu như mấy chà gạo nha anh em. Trên xe đang im đàng hoàng nha, 1.3 triệu. Đó. Tiếp theo nữa là mình có một bộ gấp cạc te quay thái 110 đời 99. Gấp cạc te này mình bán rồi cho khách rồi, nhưng mà gửi lên cho anh khách thì anh khách anh không có vừa ý, thì mình nói thôi nếu anh không có vừa ý thì anh trả về cho em. Chung thì mình bán đồ ở đây mình cũng không có khó anh em ơi, mình cũng dễ, mình hỗ trợ khách. Ví dụ như anh em tao biết chuyện á, là người ta tự động, ví dụ như người ta gửi về người ta chịu cước giúp mình, rồi người ta cho mình 100-200 ngàn để mình sửa tả cho con hay một muỗng cà phê, thì anh em mình vui vẻ bình thường, có gì hết chứ, đâu có gì đâu. Đó.
Thì bộ gấp cạc te quay tháng 110 đời 99 này mình thấy sơn zin nó cũng khá là liền. Đó, sơn zin nó cũng khá là liền lạc. 99 hen, không xài ống chỉ hen. Đó, sơn zin nó cũng khá là liền lạc. Mất cái tem trên, tem dưới thì nó bị rách luôn rồi. Thì anh em nào mua mình tặng cho anh em cặp tem. Thì cái bộ gấp cạc te này á, mình bán cho anh em sơn zin mình thấy nó liền nha. Nói chung cũng khá là đẹp. Bộ gấp cạc te này á, anh em nào mua mình bán cho anh em giá đúng đời 99 là 1.700.000. 1.700.000, sơn zin nó cũng liền lắm nha, thấy vậy nha. Về mình tặng cho anh em cặp tem hợp sơn. Tem gấp rồi nó có còn, tem gấp ok. Đó, không một lủng gì nha anh em. Cái gấp này cũng còn ngon lắm, thấy vậy chứ rửa ra cũng còn ok lắm nha. Cái gấp 99. Đó. Bao không có một lủng gì nha anh em. Đó, bao không có một lủng gì nha. Rồi, gấp cặp te này bán cho anh em, bán nhanh lẹ luôn đi anh em ơi. 1.500.000. 1.500.000 cho anh em nào xài gấp cặp te quay 110 99, 1.500.000. Nguyên bộ luôn nha, gấp cặp te luôn, tặng cho anh em hai miếng tem cặp te luôn, 1.500.000. Rồi, video của em nhanh lẹ kết thúc tại đây nha, chuẩn bị anh em mình chiến con máy rim này nha. Con này là mình thấy anh em thấy vậy nha, nước nhôm anh em nhìn nè, ốc nổi luôn á. Anh em thấy vậy nha. Đâu rồi, sớm thằng em mà nó mới bắn ốc sơ nhớt cái nó bỏ đâu rồi. Tới lắm, cái con ốc sơ nhớt anh em nhìn là chảy chì. Nó bỏ đâu trời. Nè. Dạ dữ anh em nhìn nè, tới chuyện không? Sớm nó bắn ốc sơ nhớt ra nó bỏ đâu rồi, mình rửa cả buổi sáng. Ốc sơ nhớt nó cọp lắm, ốc sơ nhớt còn 7 màu luôn mà. Nó bỏ đâu trời. Nè. À, anh em coi con ốc sơ nhớt nè. Đó, ốc sơ nhớt rim thái nó còn vàng khè luôn ha. Nè, ốc sơ nhớt nó còn vàng khè luôn. Máy này thấy gì máy dữ nha anh em. Chút xíu nữa mình chiến cho anh em chơi nha. Thôi chào anh em nha. Con này giống như rim 1 á anh em. Giống như nó giống kiểu như rim 1 á. Đời đầu á rim 1 á. Mình bao anh em luôn, con máy này gãi cái vàng đầu là cực kỳ phê. Thôi, chào anh em nha.